Tôi bắt còn đây các bán chế biển, các bữa ăn phong phú đa dạng kết hợp với đống thực vật sẽ bổ sung nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào, tăng cường sức đề kháng cho con nho, giúp con nho phát triển toàn diện, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Khâu chọn thực phẩm để chế biến các món ăn cho con nho tây tu các chất dinh dưỡng để con nho ăn ngon méng là việc rất quan trọng. Để có bữa ăn tu chất cho con nho, các trường mầm non kênh quyền bệnh huyến Yên Lập cho nó cũng chủ chống quan tâm chế độ dinh dưỡng cho con nho. Các bữa ăn cho nó cũng ăn bổ sung vitamin, để khoáng chất qua các thực phẩm như thôm, cua, chài, ốc, phó mát, tăng cường canxi. Các thực phẩm như sâu cả, cợm, gan, các loại tắc sành hòa qua. Chờ chế biến thức ăn cho con nho cần chú ý tỉnh chế đố thuôi tê con nho ăn ngon. Mà món ăn cho con nho ăn hốt là ngon méng hay phải ăn ăn hết suất. Vì là bị hàng ngày phải lựa chọn thực phẩm tươi, ngon, sạch, an toàn do nguồn gốc chế biến các món ăn hợp khẩu vị con nho. Bơ sứ quan tâm tỉnh chế đố ăn hàng ngày kết hợp với sứ quan tâm hoạt động của con nho mà ngăn trừ thuộc con nho suy dinh dưỡng của các trường các gian tán trường mầm non Lương Sơn con nho đạt bé khoe bé hoàn ngay mặt tăng cao năm học 2024-2025 đạt 90 thỏ con cằm. Chờ chế biến thức ăn cho con nho cần đảm bảo nguồn thức ăn tươi thộm rau nguồn gốc, chế biến món ăn phong phú đa dạng phù hợp với tuổi của trẻ. Để giảm được cái tỷ lệ suy dinh dưỡng, chúng tôi đã thực hiện cái phần cân đo trẻ ngay từ đầu năm học để chúng tôi biết được những cháu nào để đảm bảo dinh dưỡng cho các thôn bón họ tèo. Đầu tiên phải chọn thực phẩm rau nguồn gốc, khâu chế biến nhân viên nuôi xương phải chế biến đảm bảo sạch sẽ. Cái hai nữa là tuyên truyền với phụ huynh để cho gia đình phụ huynh có các biện pháp cùng chăm sóc với nhà trường. Nhằm đảm bảo bữa ăn tu chất dinh dưỡng, cho nó cũng phải thay đổi món ăn cho con nho để chú ý để chất dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp. Các bữa ăn cho nó cũng tu bổn nhọng thực phẩm, chất đường bột, chất đạm, chất béo, vitamin để vội khoảng với tỷ lệ cân đổi để hợp lý cùng với khâu an toàn thực phẩm đang là vấn đề cho nó cũng an toàn xã hội quan tâm, đặc biệt đối với bếp ăn ở các trường mầm non, bởi chất lượng từng bữa ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe để sự phát triển của con nho. Nhà trường ta cần đo khám sức khỏe cho con nho, có thô theo dõi sức khỏe con nho, thức ăn các thôn hàng ngày phải xây dựng thực đơn theo mùa, theo ngày. Ngăn trừ nhà trường tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ta giam hăn so với các năm trước. Tán các trường học bản chủ thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế, phụ huynh học sinh kiểm tra thực phẩm tán bếp ăn. Đặc biệt, nhà trường trên họ cũng đề cao công tác giám sát chặt chẽ về việc nhập thực phẩm, chế biến thức ăn, chia khẩu phần xuất ăn cho con nho, tây tu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn phải ăn thay tôi hàng ngày để cung cấp tu chất dinh dưỡng. Ngoài hà việc lưu mẫu thức ăn, kiêm thực ba bước ăn thực hiện đúng quy định, bây hán trẻ thấp nhất các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, giúp nâng cao thể chất trí tuệ, giảm tỷ lệ dinh dưỡng ở con nho. Đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng và cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở trường mầm non vùng cao, đặc biệt là trường mầm non Lương Sơn thì để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, để đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế bọn họ thường xuyên phối hợp với các trường để kiểm tra về chế độ dinh dưỡng nhằm đảm bảo con nho phát triển. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái chế độ dinh dưỡng để đảm bảo cho các cháu được những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo trong công tác là phát triển dinh dưỡng
đối với các trường đối với chế độ dinh dưỡng các trẻ mầm non. Chế độ dinh dưỡng cho con nho các trường mầm non rất quan trọng. Bọn họ trước nào cũng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý giáo viên các trường mầm non về chế độ dinh dưỡng con nho. Tôi thực hiện thôi công tác dinh dưỡng do lớp bị ngăn trừ tỷ lệ suy dinh dưỡng ở con nho nhất trường mầm non Tắc Giam. Dinh dưỡng tốt nhất để giảm được cái tỷ lệ dinh dưỡng trong các trẻ em mầm non. Công tác tuyên truyền trường học cũng án thường xuyên do lớp bị các ba mẹ ở đỗ thuê sinh tê tán cao huyến miên tôn như Tân Sơn, Yên Lập ta mất cách chăm sóc con cải, tỷ lệ con nho rất rằm thuôi, suy dinh dưỡng với cần nắng, suy dinh dưỡng với chiều cao Tắc Giam. Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, chúng tôi phối hợp với cả các trạm y tế xã, như trường học rất chú trọng đẩy mạnh và tăng cường công tác dinh dưỡng ở trẻ em. Đấy, hiện tại thì chúng tôi đã phát triển các mạng lưới. Hàng năm bọn họ trước nào cũng phấn đấu sang còn nho suy dinh dưỡng về các chiều cao cần nắng. Tiếp tục tổ chức tư vấn tuyên truyền chế độ dinh dưỡng tán các khu dân cư cho các ba mẹ nằm ạn. Từ đó thì chúng tôi nâng cao cái hiểu biết của bà mẹ trẻ em về vấn đề chăm sóc dinh dưỡng từ ngay trong khi thai quá trình còn trong thai kỳ. Tên nồng cảo chất lượng bữa ăn đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho con nho các huyện miền tôn, lô đồng bào dân tộc thiểu thổ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường hướng dẫn thực hành các bữa ăn dinh dưỡng tán các trường mầm non, các khu dân cư, nâng cao kiến thức cho phụ nữ công việc chiếm rẫy con nho, vậy mà có phần đảm bảo dinh dưỡng cho con nho phát triển toàn diện.